Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2022 tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho quý vị và các bạn một siêu phẩm cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản, đó là chiếc đài sáp V280W bản limited, bản giới hạn quý vị nhé. Bản này thì phiên bản màu đỏ. V2 thì Nguyên Audio cũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn cũng rất nhiều chiếc rồi. Nó có hai màu, một là màu trắng, hai là màu đỏ quý vị nhé. Màu đỏ là màu bản limited, là một trong những cái bản giới hạn rất là hiếm về thị trường Việt Nam chúng ta. Chiếc đài này thì hàng tồn kho bên siêu thị về gần như là chưa qua sử dụng, mới cứng cong, chưa có một vết xước nhỏ nào trên chiếc đài sáp V2 limited này quý vị nhé. Chiếc đài này cũng là một chiếc đài siêu khủng, siêu to khổng lồ đấy quý vị ạ. Nó có chiều ngang là 72 cm và có chiều cao là 46 cm quý vị nhé. Nó rất là nặng, nặng trên 20 kg. Hàng nội địa của Nhật Bản nên là nó chạy điện 100V. Nó có những chức năng như là sử dụng một đĩa than rất là lớn quý vị này. Đây là đĩa than to quý vị nhé. Đây ạ, có tính năng đĩa than này. Và một cửa băng cassette. Đây là một cửa băng cassette quý vị nhé. Ngoài ra thì nó còn đường radio AM FM tần sóng 108 đây ạ. Và có thêm cái đường line in để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như là điện thoại, laptop, máy tính quý vị nhé. 80W và loa sử dụng là loa 2 đường tiếng. Một loa bass có màu hồng, có đường kính là 16 và một chiếc loa chép đầy đủ tem mác của hãng về đây quý vị nhé. V280W đây ạ. Những chiếc đài như thế này thì Nguyên Audio luôn luôn tuyển chọn rất là kỹ, đẹp như mới. Quý vị nhìn thấy những cái mạ chrome, cái mạ chrome loa đây quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy đây, mặc dù rất là nhiều năm rồi, lâu năm rồi, cũng đã gần 50 năm rồi quý vị ạ, nhưng chiếc đài sáp V2 này người ta rất là giữ gìn, gần như mới luôn. Đây quý vị nhìn thấy những cái mạ chrome không? Rất là mới. Và đây là volume to nhỏ. Và đây là sóng radio này. Đấy, nó còn nguyên cái màu vàng quý vị nhé. Màu vàng như kiểu là mạ vàng đấy ạ. Và đây là cái tay sách này. Chiếc đài rất là nặng, nên là người ta sản xuất cái tay sách này rất là chắc chắn quý vị nhé. Và tay sách thì còn hai cái mạ chrome hai bên đây, còn nguyên. Sóng đài radio thì có đèn báo này, đèn báo và kính thì trong veo, kính mica thì trong vắt quý vị nhé. Và đĩa than cũng vậy, kính của đĩa than thì trong vắt, có cái đèn báo đây. Khi đĩa than chạy thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Và toàn bộ trên những cái vi tinh chỉnh thì được nằm ở trên nóc chiếc đài quý vị nhé. Rất là hầm hố và rất là cổ kính đấy ạ. Và Nguyên Audio sẽ quay đằng sau, quay đằng sau chiếc đài này. Nặng, rất là nặng quý vị nhé. Nặng, Nguyên Audio xách nặng trịch tay. Đây ạ, đằng sau quý vị nhìn thấy đây. Nhựa màu trắng nguyên khối này. Màu trắng nguyên khối đấy. Toàn là tiếng Nhật thôi. Và số seri của chiếc đài này là 11233889 quý vị nhé. Số seri rất là đẹp đấy ạ. 11233889 quý vị nhé. Sản xuất tại đất nước Nhật Bản, chạy điện 100V. Tiếp tục quay trở lại đằng trước chiếc đài. Bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test mọi chức năng của chiếc đài này. Đầu tiên sẽ là cái radio đầu tiên quý vị nhé. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, vai Hai Lan, chị gái của Ba Duy. Robert Hải, vai cố vấn Mỹ, chồng của Diễm Hương. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5 diễn ra năm 1980, bộ phim Mối tình đầu đã giành giải Bông Sen Bạc cùng giải nam diễn viên. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette. Lạnh lùng
vai gầy, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa như nước mắt đầy. Tạm thời ship top và cửa băng cassette và Nguyên Audio sẽ test cái đĩa than quý vị nhé. Đĩa than thì nó có hai mặt, mặt A và mặt B, nên nó có đảo chiều đấy quý vị nhé. Chúng ta thích mặt A thì chúng ta dí A, thích mặt B thì chúng ta dí B này quý vị này. Chiếc đài rất đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm. Đàn tiếng rất là tốt đấy quý vị ạ. Người ơi có nhớ có thương một người, còn mơ những lúc đón đưa gọi mời, ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rời, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình rời đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi, người đã quên đi bao lời yêu năm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ hôn môi, đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng thôi. Còn đâu em hơi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Mọi nhu cầu quý vị và các bạn chúng ta liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình rời đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi, người ta còn nhớ hôn môi, đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng thôi. Còn đâu em hơi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa, bỏ tôi.
Vn Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.